Xin chào mừng các bạn đến với môn tin học lớp 4. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang chủ đề B có tên là mạng máy tính và Internet, bài số 3, thông tin trên trang web. Bài 3 này chúng ta sẽ tìm hiểu trong thời lượng là 2 tiết. Bây giờ mời các bạn hãy cùng mở sách tin học lớp 4 thuộc bộ sách Trăn trở sáng tạo, trang 11 để cùng tìm hiểu nội dung bài các bạn nhé. Trước khi vào nội dung bài học thì chúng ta hãy cùng đọc mục tiêu bài học. Nhận biết và phân biệt được các loại thông tin chính trên trang web, đó là văn bản, hình ảnh, âm thanh và xuyên liên kết. Giải thích được sơ lược tác hại khi trẻ em cố tình truy cập vào những trang web không phù hợp lứa tuổi và không nên xem. Bây giờ chúng ta sẽ vào hoạt động đầu tiên có tên là hoạt động khởi động. Ở lớp 3, các em có thể truy cập vào các trang web để xem tin tức và giải trí. Vậy thì các em hãy cho biết các dạng thông tin trên trang web được trình bày ở những dạng nào để giúp các em nhớ lại các kiến thức cũ đã học ở lớp 3, đồng thời bổ sung thêm các kiến thức về các dạng thông tin trên trang web. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang phần khám phá của bài 3 này các bạn nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung số 1, các loại thông tin chính trên trang web. Chúng ta hãy cùng đọc thông tin sách giáo khoa trang 11. Và sau khi đọc thông tin xong thì các bạn hãy trả lời một số câu hỏi sau đây. Trên trang web có những loại thông tin nào? Video là loại thông tin có thể chứa những dạng thông tin nào? Nêu dấu hiệu cho biết nhận biết siêu liên kết trên trang web. Khi nào trang web được gọi là siêu văn bản? Để trả lời được các câu hỏi này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu lần lượt các nội dung như sau các bạn nhé. Quan sát hình trong sách giáo khoa trang 12, hình 2A, trang web về Hồ Hoàn Kiếm. Các bạn thấy trang web này có nội dung là có các cái chữ thông tin dạng văn bản, có hình ảnh Hồ Hoàn Kiếm, đây là thông tin dạng hình ảnh. Và chúng ta thấy trong đoạn chữ này có chữ Hà Nội màu xanh. Khi chúng ta đưa con chỏ chuột vào chữ Hà Nội thì nó hiện hình bàn tay. Và khi chúng ta nhá chuột vào Hà Nội thì nó sẽ chuyển đến trang web như hình 2B, sẽ cho chúng ta thông tin về thành phố Hà Nội. Vậy thì chữ Hà Nội này chúng ta gọi là siêu liên kết. Và trang web có chứa siêu liên kết thì được gọi là siêu văn bản. Tương tự, khi chúng ta mở một trang web về thư viện âm nhạc thì chúng ta thấy trên trang web có xuất hiện bài hát cho chúng ta nghe. Vậy thì đây là trang web cung cấp thông tin dạng âm thanh. Tương tự, bên tay phải chúng ta thấy có một đoạn video, thì đây là trang web cung cấp thông tin dạng video. Và các bạn lưu ý, thông tin dạng video thì nó vừa cung cấp cho chúng ta chữ, cung cấp hình ảnh và cung cấp cả âm thanh. Vậy thì từ đây chúng ta có thể kết luận rằng trên trang web chúng ta có những dạng thông tin là thông tin dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh và thông tin, đó là thông tin dạng video. Video là một loại dạng thông tin đặc biệt, nó có chứa cả hình ảnh, âm thanh và chữ. Và các bạn lưu ý, khi di chuyển con chỏ chuột vào văn bản hoặc hình ảnh nào đó trên trang web mà con chỏ chuột chuyển sang dạng hình bàn tay thì đó là nơi chứa siêu liên kết. Khi ta nhái chuột vào siêu liên kết, khi đó trang web sẽ chuyển đến nội dung thông tin siêu liên kết dẫn tới. Vậy thì siêu liên kết là một loại thông tin trên trang web nữa mà chúng ta cần lưu ý các bạn nhé. Và trang web có chứa siêu liên kết thì được gọi là siêu văn bản. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần số 2, đó là em hãy ghép mỗi loại thông tin ở cột bên trái với một đặc điểm tương ứng với cột bên phải. Cột bên trái chúng ta có các loại thông tin trên trang web, đó là văn bản, hình ảnh, âm thanh.
video và siêu liên kết tương ứng với các đặc điểm nhận biết. Và chúng ta hãy cùng nói các cái loại thông tin tương ứng với đặc điểm nhận biết các bạn nhé. Đầu tiên, văn bản thì chúng ta có thể nói với chữ là có thể đọc được. Văn bản là đặc điểm của nó là những cái gì chúng ta có thể đọc được. Còn hình ảnh là đặc điểm nhận biết là chúng ta có thể nhìn thấy những gì chúng ta có thể nhìn thấy. Còn âm thanh là những gì chúng ta có thể nghe được. Còn video là những gì chúng ta có thể bao gồm cả thông tin dạng hình ảnh, âm thanh và chữ. Lưu ý, thông tin loại video là có thể bao gồm cả thông tin dạng hình ảnh, dạng âm thanh và dạng chữ. Còn siêu liên kết là khi di chuyển con chỏ chuột vào đó, con chỏ chuột sẽ chuyển thành dạng bàn tay. Đây là cũng là nội dung bài số 2 trong hoạt động làm ở cuối trang 12 trong sách giáo khoa các bạn nhé. Cô nhắc lại, văn bản là có thể đọc được, hình ảnh là có thể nhìn thấy, âm thanh là có thể nghe được, video là khi là có thể bao gồm cả thông tin dạng hình ảnh, âm thanh và chữ. Còn siêu liên kết là khi di chuyển con chỏ chuột vào đó, con chỏ chuột sẽ chuyển thành dạng bàn tay. Qua nội dung đó thì chúng ta rút ra được phần ghi nhớ. Các loại thông tin chính trên trang web bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và siêu liên kết. Chúng ta hãy cùng học thuộc nội dung ghi nhớ này các bạn nhé. Các loại thông tin chính trên trang web bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và siêu liên kết. Văn bản, hình ảnh, âm thanh và siêu liên kết. Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động số 2. Tác hại khi truy cập vào trang web không phù hợp với lứa tuổi. Chúng ta hãy nhìn vào sách giáo khoa trang 13 các bạn nhé. Hãy đọc thông tin sách giáo khoa trang 13 và trả lời các câu hỏi. Trên Internet, em có thể xem những thông tin không phù hợp với lứa tuổi của em hay không? Tại sao? Tại sao em không nên truy cập vào những trang web không phù hợp với lứa tuổi của em? Để trả lời được các câu hỏi này thì chúng ta hãy cùng đọc các thông tin trong sách như sau các bạn nhé. A. Xem phim kinh dị, phim ma sẽ làm em sợ, ám ảnh. Xem những cảnh tượng bạo lực, tàn ác sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách của em. Vậy thì chúng ta tuyệt đối là không nên xem các loại phim kinh dị, phim ma. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý làm cho các em sợ hãi ha. Rồi các cái cảnh bạo lực trong phim thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách của các em sau này. Em có thể bị nhiễm những thói hư tật xấu khi xem những hành vi thiếu văn hóa trên Internet. Chúng ta không nên xem và bắt chước theo những cái hành vi thiếu văn hóa trên Internet. C. Xem và làm theo hướng dẫn thực hiện những việc nguy hiểm sẽ dẫn đến rủi ro không an toàn cho em. Các em tuyệt đối không nên xem và cũng không nên làm theo các cái trò mạo hiểm trên mạng vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của các em khi không có người lớn bên cạnh. Câu D, lợi dụng việc em truy cập vào trang web không phù hợp, người xấu có thể đe dọa bắt nạt em. Chúng ta không nên truy cập vào những trang web không phù hợp vì nơi đó nó có những người lớn và họ có thể đe dọa và bắt nạt em. Nếu chúng chẳng may chúng ta gặp phải người xấu, khi truy cập vào trang web do người xấu tạo ra, em có thể bị dụ dỗ, lừa đảo. Phần mềm độc hại từ trang web này có thể xâm nhập vào máy tính để lấy cắp thông tin, lấy mất dữ liệu, làm hư hỏng phần mềm, phần cứng máy tính. Vậy thì từ đây chúng ta kết luận là không cố tình truy cập và không nên xem những thông tin không phù hợp trên trang web. Các em hãy ghi nhớ nội dung này nhé. Không cố tình truy cập và không nên xem những thông tin không phù hợp trên Internet hay là trên trang web. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến tính cách phát triển của các em sau này. Và nó sẽ làm cho các em bị mất dữ liệu nè, bị lấy cắp thông tin và ảnh hưởng đến phần cứng cũng như phần mềm máy tính. Tiếp theo chúng ta sẽ sang nội dung luyện tập
Ở phần luyện tập này chúng ta có 3 bài tập. Bài số 1, em hãy nêu tác hại loại thông tin chính trên trang web và đặc điểm của mỗi loại thông tin đó. Thì chúng ta đã được học có các loại thông tin chính trên trang web đó là thông tin dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh và xuyên liên kết. Bài 2, theo em điều gì sẽ xảy ra khi nhá chuột vào xuyên liên kết trên trang web? Khi nhá chuột vào xuyên liên kết trên trang web thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một trang web khác có nội dung liên kết với cái nội dung mà chúng ta nhá chuột vào. Bài 3, truy cập xem thông tin không phù hợp trên trang web có thể bị những tác hại nào dưới đây? A. Ám ảnh sợ hãi. B. Nhiễm thói hư tật xấu. C. Đe dọa bắt nạt, dụ dỗ, lừa đảo. C. Lấy cắp thông tin, mất dữ liệu. E. Hư hỏng phần mềm, phần cứng máy tính. Câu A. Ám ảnh sợ hãi là chúng ta sẽ chọn. Đây là cũng là một tác hại khi truy cập vào những trang web không phù hợp. Câu B. Nhiễm thói hư tật xấu. Câu C. Đe dọa bắt nạt, dụ dỗ, lừa đảo. Câu D. Bị lấy cắp thông tin, mất dữ liệu. Và câu E. Hư hỏng phần mềm, phần cứng máy tính. Đây là 5 cái tác hại khi chúng ta cố tình truy cập vào các trang web không phù hợp. Các em nhớ là tuyệt đối không được truy cập vào các trang web không phù hợp với lứa tuổi của mình các em nhé. Phần thực hành thì chúng ta sẽ thực hiện các công việc sau đây. Truy cập vào trang web thiếu nhi việtnam.vn. Quan sát trên trang web có những loại thông tin nào. Sau đó nhá chuột vào một xuyên liên kết và cho biết kết quả em nhận được là gì. Sau đó em hãy nhá chuột vào nút Plus để quay trở lại. Nhá chuột vào bảng chọn thư viện, sau đó chọn thư viện Video Clip và cho biết loại thông tin trên trang web được mở ra. Nhá chuột vào bảng chọn thư viện, chọn một bài hát của thiếu nhi và cho biết các loại thông tin có trên trang web được mở ra. Phần này thì các bạn sẽ thực hành trên phòng máy và làm theo hướng dẫn và sự hỗ trợ của giáo viên các bạn nhé. Cuối cùng là phần vận dụng, bạn hãy trao đổi với bạn bè, nêu lý dụ cụ thể về tác hại đối với trẻ em khi cố tình truy cập vào trang web không phù hợp. Phần này thì các bạn sẽ tự suy nghĩ và trao đổi với bạn để trả lời. Cô nhắc lại nội dung bài 3, chủ yếu là chúng ta biết được các loại thông tin trên trang web đó là thông tin dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh và xuyên liên kết. Và các bạn lưu ý tuyệt đối không được truy cập vào các trang web không phù hợp với lứa tuổi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sự phát triển nhân cách và bị lấy cắp thông tin hay là ảnh hưởng đến bị hư hỏng phần cứng phần mềm máy tính. Các bạn nhớ là tuyệt đối không được truy cập vào các trang web không phù hợp với lứa tuổi các bạn nhé. Và đó cũng là nội dung cuối cùng của bài 3. Cô chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những bài học sau các bạn nhé.